Một số nước NATO đã lên tiếng lo ngại về thời gian cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài, cũng như chi phí sẽ phải hỗ trợ Kiev. Theo tờ Politico, mối lo ngại về sự ủng hộ cho Ukraine trong NATO ngày càng nghiêm trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva ngày 11 và 12 tháng 7. Trang này đưa tin ngày càng có nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa lên tiếng phản đối việc hỗ trợ ngân sách cho Ukraine. Nếu như một ứng viên đảng Cộng hòa có thể trở thành Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024, người này có thể sẽ gây chia rẽ trong liên minh. Tờ Politico chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Vilnius được tổ chức giữa bối cảnh nhịp độ phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến. Hôm nay, hàng trăm người dân Paris tiếp tục xuống đường tuần hành, bất chấp lệnh cấm biểu tình của chính quyền thủ đô nước Pháp, một tuần sau làn sóng bạo động bùng phát do vụ một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết vì vi phạm luật giao thông ở khu vực ngoại vi thủ đô Paris. Cảnh sát thủ đô Paris tập trung giải tán đám đông ở quảng trường Cộng hòa để tham gia cuộc tuần hành hòa bình hàng năm tưởng niệm Arama Chaudet, một thiếu niên người Pháp gốc Phi thiệt mạng sau khi bị cảnh sát giam giữ vào năm 2016. Sở cảnh sát Paris cấm mọi hoạt động biểu tình với lý do bối cảnh căng thẳng hiện tại. Theo Bộ Nội vụ Pháp, tính đến nay đã có hơn 3.000 đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên, bị bắt giữ trong 6 đêm biểu tình biến thành bạo loạn. Khoảng 2.500 tòa nhà đã bị hư hại. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa ký thành luật một biện pháp cải cách. Theo đó, xóa khoản nợ khoảng 1,04 tỷ đô la Mỹ cho hơn 600.000 nông dân để giúp cho họ đẩy mạnh sản xuất. Đạo luật giải phóng nông nghiệp mới đã giải phóng những người nông dân canh tác hơn 1,7 triệu hectare đất khỏi các khoản nợ liên quan đến đất đai mà họ mắc nợ từ năm 1988 nhưng không thể trả. Tổng thống Marcos cho biết việc xóa nợ sẽ mang lại lợi ích cho 610.000 người. Chính phủ sẽ chi thêm 206 triệu peso, tương đương với 3,6 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho những chủ đất đã chuyển nhượng tài sản của họ cho người khác. Kể từ sau đại dịch COVID-19, Philippines thiếu nông sản khiến giá cả tăng vọt, trong đó có hành và đường. Trong khi đó, nhập khẩu gạo của Philippines cũng tăng mạnh. Tổng thống Marcos đã nhấn mạnh ưu tiên phục hồi ngành nông nghiệp và đưa ngành này trở thành động lực của tăng trưởng trong nền kinh tế. Chính phủ Mỹ thông báo đã tiêu hủy hoàn toàn lượng vũ khí còn lại ở kho hóa chất Pueblo, bang Colorado và kho quân đội Blue Glass ở bang Kentucky. Đây là một cột mốc quan trọng khi đánh dấu một bước tiến lớn của nhân loại trong việc loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt gây chết người hàng loạt, cũng như trong nỗ lực kiểm soát vũ khí trên toàn thế giới. Các kho vũ khí hóa học của Mỹ được xây dựng trong nhiều năm và khiến cho nhiều người hoảng hốt khi biết về quy mô và mức độ nguy hiểm của nó. Năm 2007, Anh tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của họ, Ấn Độ tiêu hủy vào năm 2009 và Nga tiêu hủy vào năm 2017. Và phải đến cuối tháng 6 vừa qua, tại nhà kho Bluegrass, bang Kentucky, các công nhân đã cẩn thận kéo các ống đựng hỏa tiễn chứa đầy sarin ra khỏi hầm chứa bằng bê tông. Các công nhân phải mặc quần áo bảo hộ và đeo găng tay, chụp x-quang các ống để xem các đầu đạn bên trong có bị rò rỉ hay không. Sau đó, họ đưa các vũ khí này xuống băng truyền. Đó là công đoạn xử lý vũ khí hóa học cuối cùng có sự tham gia của con người. Các robot sẽ xử lý phần việc còn lại. Vào năm 1993, gần 200 quốc gia đã ký công ước cấm vũ khí hóa học. Mỹ cũng nằm trong số quốc gia đó. Chúng tôi có 9 kho vũ khí hóa học khác nhau. Tất cả vũ khí hóa học về cơ bản đều có chung một thiết kế, một đầu đạn có thành mỏng chứa đầy chất lỏng và một lượng thuốc nổ nhỏ để làm nổ tung loại vũ khí đó trên chiến trường. Sau khi phát nổ, chúng sẽ để lại một đám bụi nhỏ, sương mù hoặc hơi nước. Đó chính là khí độc. Cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học Bluegrass, bang Kentucky, lưu trữ các chất độc thần kinh như VX và sarin. Những chất độc này gây chết người chỉ với một lượng nhỏ. Từ năm 2015, Mỹ đã bắt đầu phân loại các loại chất này. Quá trình phá hủy nó tiến hành vào năm 2019, sử dụng quy trình gọi là trung hòa để pha loãng hợp chất. Để phá hủy các loại vũ khí hóa học, các cánh tay robot phải chọc thủng vỏ đạn,
làm khô, rửa sạch từng vỏ, rồi đem nung chúng ở nhiệt độ hơn 800 độ C. Những mảnh vỏ đạn này sau đó được đưa ra ngoài. Khi số vũ khí tại kho hóa chất Bluegrass bị xóa sổ, nước Mỹ sẽ không còn vũ khí hóa học. Vũ khí hóa học như bom, đạn bị một mặt sẽ vô hiệu hóa, mặt khác sẽ rút hết chất độc và cuối cùng những chất này được xử lý để giảm mức độ độc hại thông qua hệ thống gọi là buồng kích nổ tĩnh, nung chảy vỏ đạn ở nhiệt độ rất cao. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo đảm sự kiên cường liên tục của lệnh cấm đối với những vũ khí khủng khiếp này, việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ đâu, bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Không thể có sự biện minh cho việc sử dụng những loại vũ khí này. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí của Mỹ, tính đến năm 1990, quốc gia này nắm giữ gần 28.600 tấn vũ khí hóa học, lớn thứ hai thế giới sau Nga. Tháng 4 năm 2020, Mỹ chỉ còn chưa đến 600 tấn để tiêu hủy. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW cho biết sẽ vẫn phải cảnh giác sau sự cố trong những năm gần đây khi vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Patrick Crucius đã nhận tội hồi tháng 2 về các tội ác thù hận ở cấp độ liên bang liên quan vụ xả súng hàng loạt nhắm vào người Mỹ gốc Mỹ Latin và Tây Ban Nha ngày 3 tháng 8 năm 2019 tại siêu thị El Paso Walmart. Đây là một trong những vụ xả súng mang động cơ thù hận lớn nhất nước Mỹ từ trước tới nay. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói 90 bản án chung thân được công bố hôm nay, bảo đảm rằng Patrick Crucius sẽ dành phần đời còn lại trong tù vì các tội ác phân biệt chủng tộc và giết người. Để gây án, Crucius đã lái xe khoảng 1.060 km từ thành phố Allen, cũng thuộc bang Texas, đến siêu thị Walmart ở El Paso cùng một khẩu súng trường tấn công AK-47 và 1.000 viên đạn. Đối tượng đã nã súng vào những người có mặt tại bãi đỗ xe của siêu thị, cướp đi sinh mạng của 23 người và khiến 22 người bị thương. Hàng trăm người tập trung ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc để phản đối kế hoạch xả nước thải nhà máy hạt nhân đã qua xử lý ra biển của Nhật Bản. Những người tuần hành giơ cao những quả bóng bay hình cá voi và hô vang các khẩu hiệu tăng nhận thức về môi trường biển. Ngay tại Nhật Bản, dù ở quy mô nhỏ hơn, một nhóm người tuần hành cũng tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để phản đối kế hoạch xả thải của chính phủ và cho rằng tác động xấu của nước thải hạt nhân chưa được đánh giá đầy đủ trong vòng 30 năm nữa. Mặc dù hồi đầu tuần, Cơ quan Quản lý Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết các kế hoạch xả nước của Nhật Bản sẽ có tác động không đáng kể đến môi trường. Một chiếc chuyên cơ cá nhân Cessna C-550 trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ đang trên hành trình bay từ Las Vegas, Mỹ, thì bất ngờ bị rơi xuống cánh đồng gần sân bay French Valley, cách Los Angeles khoảng 136 km về phía nam. Ngay khi rơi xuống mặt đất, chiếc máy bay lập tức bốc cháy, khiến toàn bộ 6 người có mặt trên máy bay bao gồm 5 hành khách và phi công thiệt mạng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 sáng mùng 8 tháng 7, theo giờ địa phương. Chiếc máy bay dường như đã gặp vấn đề hạ cánh khi đã phải lượn một vòng gần cánh đồng trước khi hạ độ cao. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Nằm tại tỉnh Kemerovo-Kuzbat, Tây Siberia, khu bảo tồn ngoài trời Tomskaya Pisanitsa là một trong những nơi có giá trị về lịch sử, văn hóa và tự nhiên trong vùng. Tại đây, du khách có thể khám phá lịch sử và quá trình tạo dựng cuộc sống của các dân tộc ở Siberia. Hãy cùng với phóng viên Truyền hình Nhân dân khám phá địa điểm thú vị này. Ấn tượng đầu tiên chính là bản sao các thành trì như pháo đài, vốn được người Nga xây dựng để phát triển vùng Siberia trong quá khứ. Vào thế kỷ 17-18, có 5 pháo đài được thiết lập bên bờ sông Tom. Tại đây, thời xưa, các đơn vị đồn trú có nhiệm vụ bảo vệ các vùng đất xung quanh khỏi những người du mục hiếu chiến. Vũ khí chính giúp hợp nhất Siberia là khẩu súng này. Chúng rất nặng và không dễ để sử dụng. Khi nổ súng, lửa bắn lên đây, nhiều người phải quay mặt đi hoặc phải mang một thiết bị bảo vệ. Ngoài việc bảo vệ thành trì, những người đứng đầu pháo đài còn có nhiệm vụ thống kê dân số, quản lý nông nghiệp, cung cấp lương thực, cũng như thực hiện các chức năng về tòa án và an ninh hay chăm lo cho cuộc sống của người dân. Đây là bình đựng nước, rượu và chất lỏng. Chúng được làm từ vỏ cây bạch dương.
cả cái túi này nữa cũng là từ vỏ cây bạch dương. Theo các nhà khoa học, khoảng 4.000 năm trước, con người đã vẽ lên các khối đá, mô tả cảnh săn bắn, chăn nuôi, cũng như nghi thức xoa dịu thần linh. Tảng đá nơi các bức vẽ được tìm thấy là nơi tôn nghiêm trong thời xa xưa. Dưới chân nó, các ngày lễ và nghi thức được tổ chức. Đến nay, nhiều công trình khoa học đã được công bố và các tác phẩm trên đá này tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu. Hàng trăm chi tiết trên đá không chỉ là một bức tranh về cuộc sống, mà còn thể hiện những cái điều mong mỏi, mong ước của người xưa, hướng đến các cái thế lực siêu nhiên để cầu mong những bình yên trong cuộc sống. Đến nay thì các nhà khoa học tin rằng người xưa đã chọn vị trí này một cách không phải là ngẫu nhiên, mà với họ, đấy là một nơi cực kỳ thiêng liêng.